bạn đang nghe từ Phonos. Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên. Tác giả Nishi Kachizu. Người dịch Tiến sĩ Trương Thị Thảo. Độc quyền tại Phonos. Thái Hà Books chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho thính giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau công ty cổ phần sách thái hà khuyến nghị quý thính giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắt chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Những phương thức phục hồi sức khỏe theo tự nhiên đây là những nội dung và các phương pháp giảng dạy đã được thử thách qua thời gian. Đây là những nghiên cứu kiệt xuất trong nền y học tự nhiên của tất cả các dân tộc từ xưa cho tới nay. Đây là những bí quyết đã được khôi phục lại với những giải thích của các chuyên gia thời nay cùng những lời khuyên hết sức cấp thiết của những nhà chuyên môn vĩ đại. Nếu chúng ta tin vào bản thân và bắt đầu học cách khám phá nguồn dự trữ của cơ thể thì chẳng bao lâu nữa, cuộc sống của con người trên trái đất này có thể kéo dài tới 100 và thậm chí là 120 đến 130 năm. Điều này là hoàn toàn thực tế bởi về mặt sinh học con người đã được lập trình cho thời hạn sống rất dài đây là lời khẳng định của nishi kachizo người sáng lập nổi tiếng của phương thức phục hồi sức khỏe mà nhờ đó hàng triệu triệu con người trên khắp các lục địa đã có thể làm cho mình trở lại tráng kiện trẻ trung và tràn đầy niềm tin vào khả năng không giới hạn của chính mình lời nói đầu tôi muốn chia sẻ với bạn những khám phá vĩ đại của cuộc đời tôi khám phá này là như sau vâng tôi đã không chết mà tôi có thể sống rất lâu khỏe mạnh vô bệnh tật và hầu như không già đi có thể sự bất tử không bao giờ đạt được nhưng sự trẻ trung thì sẽ không bao giờ mất đi con người là một thực thể được cấu tạo rất phức tạp chúng ta vẫn còn biết rất ít về bản thân mình khoa học cũng biết rất ít về con người y học hiện đại thì hầu như không hiểu biết gì về con người sự phát triển hiện nay của ngành y không gợi ra được tinh thần lạc quan trải qua vài chục năm nữa các bác sĩ sẽ đâm đầu vào điểm cuối cùng của con đường hầm không lối thoát bởi vì họ không biết sẽ viết cho người bệnh đơn thuốc gì và giới thiệu cho người bệnh loại thuốc nào các dược phẩm dần mất đi hiệu lực còn bác sĩ thì cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nếu như y học đã có dù chỉ là một chút hiểu biết về những khả năng thực sự của con người, lẽ nào các bác sĩ lại khép tôi án tử hình từ những ngày đầu thơ ấu? Họ đã không để cho tôi một cơ hội sống nào khi họ từ chối tôi bằng niềm tin chắc chắn rằng tôi sẽ không sống được đến năm 20 tuổi. Giờ đây ở phía sau tôi là những khám phá trường kỳ thú vị vô cùng khác thường nhưng điều cơ bản nhất là sự chiến thắng bản thân chiến thắng bệnh tật và chiến thắng sự già nua của đời người tôi cố gắng chia sẻ một cách hào phóng toàn bộ những khám phá của mình với mọi người tôi không mệt mỏi kêu gọi hãy tin vào bản thân vào cơ thể mình đừng cam chịu bệnh tật hãy biết rằng bạn có thể giành chiến thắng thậm chí là trước cái chết nếu như bạn thật sự muốn tôi đã làm được điều này có nghĩa là bạn cũng có thể làm được tôi không chỉ thoát chết khỏi bệnh mà còn thiết lập ra chế độ cải thiện sức khỏe có thể giúp cho nhiều người thoát khỏi bệnh tật và bắt đầu một cuộc sống cao quý trọn vẹn họ sẽ được trẻ trung khỏe mạnh hạnh phúc mà không bị phụ thuộc vào tuổi tác nếu chúng ta tin vào bản thân và bắt đầu học cách khám phá nguồn dự trữ của cơ thể thì chẳng bao lâu nữa, cuộc sống của con người trên trái đất này có thể kéo dài tới 100 và thậm chí là 120 đến 130 năm. Điều này là hoàn toàn thực tế, bởi về mặt sinh học, con người đã được lập trình cho thời hạn sống rất dài. Tuy nhiên, kéo dài cuộc sống ở đây không phải là sự kéo dài của tuổi già mà là sự kéo dài của tuổi trẻ tuổi thanh xuân kinh nghiệm của riêng tôi nói lên rằng điều này là hoàn toàn có thể nishi kachuzo động lực của tuổi trẻ và sức khỏe những sức mạnh còn đang say ngủ trong cơ thể. Rất nhanh, rất nhanh, tuổi trẻ lướt qua rất nhanh. Giống như những cánh hoa trùng khỏi nhành hoa, rất nhanh giống như những làn sóng gợn lăng tăng trắng xóa, đổ xu vào bờ rồi lại rút khỏi bờ biển và cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy dù có muốn giữ lại vẫn cứ đi khỏi vẫn tan biến trong xa thẩm đầy huyền bí của thời gian đã qua trong thời thơ ấu rất xa xưa của tôi tôi đã sẵn sàng hiến dân tất cả báu vật của thế giới này vì niềm hạnh phúc lớn lao được biết dù chỉ là một chốc lát điều mà người ta gọi là tuổi trẻ tuổi trưởng thành tuổi già nhưng các bác sĩ đã không cho tôi cơ hội này tôi theo cách nhìn của họ không thể sống đến tuổi thanh niên sự chẩn đoán khủng khiếp của họ đã buộc tôi phải nghi ngờ và nếu như tôi tin vào lời các bác sĩ khi đó thì có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên đời này từ lâu lắm rồi nhưng tôi đã không tin họ tôi đã tin vào cơ thể của mình và tin vào thiên nhiên vĩ đại có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Tôi đã bắt đầu cuộc đấu tranh với bản thân và giờ đây, khi tổng kết cuộc đời mình, tôi có thể nói rằng tôi đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh này. Tôi đã từng mơ ước nhận biết được dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi thanh xuân, nhưng cuộc đời đã ban tặng cho tôi gấp nhiều lần hơn thế. Tôi đã bước ra khỏi bệnh tật với tư cách của người chiến thắng Tôi đã cảm nhận được cái khoảnh khắc của tuổi trẻ, hoàn toàn có thể mở ra hầu như đến vô hạn và tuổi thanh xuân của tôi sẽ được kéo dài đến bao nhiêu, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào chính tôi. Mỗi con người, nếu có thể kéo dài cái khoảnh khắc của tuổi trẻ ấy đến hàng chục năm. Những năng lượng đang tiềm ẩn trong cơ thể bạn, chỉ chờ đợi khi nào bạn ra lệnh đánh thức. Lúc đó chúng sẽ bắt đầu làm việc để bồi bổ sức lực để trẻ hóa động lực của tuổi trẻ vĩnh hằng ở bên trong chúng ta và chờ đợi chúng ta khởi động khi đó bộ máy của sự trẻ hóa sẽ bắt đầu chạy với tốc lực tối đa vậy động lực là cái gì và nó nằm ở đâu Bạn đừng tìm nó ở giữa những cơ quan trong cơ thể mình. Động lực này không nhìn thấy được, tuy nhiên nó thực sự tồn tại. Giá như bạn biết được rằng cơ thể bạn ngày hôm nay hoàn toàn không phải là cơ thể đã được ban tặng cho bạn khi bạn chào đời và thậm chí cũng không phải cái cơ thể mà bạn đã có được 10 năm về trước. Cơ thể của bạn hôm nay cấu thành từ những nguyên tử hoàn toàn khác với nó cách đây 10 năm. Đây là một cơ thể hoàn toàn mới. Con người sống trong quá trình trao đổi chất bất tận với môi trường xung quanh. Chúng ta tiếp nhận thức ăn, chúng ta hít thở, chúng ta tự giải phóng các chất cặn bã. Có nghĩa là mỗi khoảnh khắc của đời mình, chúng ta đang làm mới bản thân. Chúng ta tạo dựng cơ thể mình theo cách mới. Chẳng lẽ bạn nghĩ rằng trong cơ thể của bạn giờ đây còn tồn tại dù chỉ một phần nhỏ vật chất vật liệu giữ nguyên từ hàng chục năm về trước hay sao không không còn tồn tại cái phần vật chất lưu lại ấy chúng đã được thay đổi bằng những phần tử khác hoàn toàn mới rồi nếu như vậy tại sao chúng ta lại già đi nếu mọi phần tử của cơ thể chúng ta luôn luôn được đổi mới có nghĩa là cơ thể không thể già nhưng nó vẫn cứ già vì sao vậy có cảm tưởng rằng ở đâu đó tồn tại sự lập trình sẵn dự án hoặc là mẫu cắt theo đó các phân tử xây dựng nên cơ thể bạn trong thời kỳ ấu thơ ta có một mẫu cắt và các nguyên tử được đổi mới không ngừng may theo mẫu cắt này tạo nên cơ thể ấu thơ non trẻ nhưng với sự lớn lên mẫu cắt không biết vì sao tự thay đổi và quả thế thật những mẫu nguyên tử được đổi mới hình thành không phải trong cơ thể được đổi mới mà là trong sự na ná nào đó của chiếc áo cũ bạn hãy ngẫm nghĩ một lát xem lẽ nào có thể như vậy vải chỉ cúc áo tất cả đều mới nhưng tại sao sau đó ta lại nhận áo cũ với áo thì không thể như vậy nhưng với cơ thể con người thì hiện tượng này lại xảy ra rộng khắp và liên tiếp các nguyên tử được đổi mới và tạo ra cơ thể cũ nghịch lý có thể như thế sao vâng điều này là có thể chính bởi vì với năm tháng bên trong con người thực sự đã hình thành mẫu cắt sai lệch không đúng nào đó buộc ngay cả những nguyên tử đã được đổi mới trở nên kiệt quệ và chết cái gì đằng sau mẫu cắt này và nó được tìm thấy ở đâu nào chúng ta hãy cùng phân tích đầu tiên là lấp đầy các phân tử rơi rạc được liên kết vào cái gọi là cơ thể sống để làm điều này cần có một lực sống nào đó giống như chất keo dính liên kết tất cả các nguyên vật liệu trong thực thể con người đang sống và chất keo dính này rốt cuộc lại chính là lực sống là năng lượng chứ không phải cái gì khác chúng được rót từ toàn thể vũ trụ được trao lại cho ta như điều cốt tử của mọi sự sống năng lượng này đã liên kết các nguyên tử thành một khối chính là lực liên kết được hình thành từ các mẫu nhỏ tách rời của nguyên liệu con người sống thiếu năng lượng này sẽ không có con người không có thực thể sống mà chỉ có cơ thể chết thiếu sức sống vô tri vô giác năng lượng này chính là sự sống và không còn nghi ngờ gì nữa chất lượng của sự sống sẽ phụ thuộc vào trạng thái của năng lượng này cuộc sống hạnh phúc và có giá trị hay nghèo nàn thấp hèn chính là phụ thuộc vào trạng thái năng lượng này nó quy định cái mà con người sẽ trở thành trẻ trung hay già nua bệnh tật hay khỏe mạnh đó chính là nơi trú ngụ của mẫu cắt này trong chính cái năng lượng này trong lực sống được coi là chất keo dính liên kết toàn bộ các phân tử của cơ thể bạn vào một khối bản thân năng lượng này mang trong mình sự hiểu biết về việc cơ thể sẽ được kết dính như thế nào nhờ sự giúp đỡ của nó năng lượng này là một lực rất mạnh và tồn tại hầu như không tách rời khỏi ý chí con người con người bằng lực này có thể và cần phải học cách điều khiển cần phải bắt lực này phục tùng mình khi bắt nó phục tùng mình, con người có thể sửa chữa căn bản lại mẫu cách không đúng với bản thân và đời sống. Theo cách đó, các phần tử được đổi mới sẽ khôi phục lại cơ thể ốm yếu và nua. Chính tại nơi đó, trong phần năng lượng này của cơ thể chúng ta, động lực của sức trẻ, động lực của sự đổi mới vĩnh hằng chỉ chờ đợi để chúng ta cuối cùng nhớ về nó, làm sống lại nó làm nó mở ra, dẫn dắt nó và tạo điều kiện cho nó chuyển động. Ngay từ khởi nguồn của sự sống, động lực này vốn dĩ đã được khởi động, nhưng theo mức độ lớn lên và phát triển của con người, cổ máy yếu dần cho đến khi bị mất hoàn toàn và lúc đó, con người thành ra giống như cái đồng hồ đã bị dừng lại. Nhưng chúng ta có thể dẫn dắt động lực này trở lại và cũng bằng cách đó chúng ta lại cho mình hồi sinh và trẻ ra chính là năng lượng đó cho chúng ta sự sống năng lượng dẫn dắt động lực ấy không khi nào bị già đi những tế bào của cơ thể có thể bị già đi chứ không phải năng lượng mà nhờ đó các tế bào trở nên sống động tóm lại tất cả chúng ta đều cấu thành từ năng lượng vĩnh viễn không khi nào bị già nua và nếu đánh thức lực đó thì chúng ta cũng sẽ không già đi mà mãi mãi tươi trẻ. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.